Hello mọi người nhá, em thương lên sóng buổi trưa cho tất cả cô chú chị Khang nhà mình một gốc chắc đỏ đen con ông ba 6 kg, hàng tinh lõi nhá, đông đặc. Đấy. Cao là 1m05. Chỗ này mọi người này, đây. Từ mép bên đây. À, từ đây qua đây 22 phân. Dưới đây 11 phân. Chỗ này mọi người nhá, 14 phân này. Cả cành từ cái đầu rễ này qua đây là được 29 phân, chỗ này là 8 phân. Đây mọi người này, bên đây cũng 14 phân này. Đấy, lên đây 14-15 phân này, lên đây được 10 phân này, đục bao đẹp luôn mọi người nhé. Bên đây cũng thế này. Đấy, bên đây cũng 14-15 phân, chỗ này cũng 13 phân này. 6 kg, đông đặc luôn. Quý cô chú chị thiện chí liên hệ em nhé, chất vân thì nó quá đẹp rồi. Đây cho mọi người xem chất vân này, đông đặc nhé, em vừa cắt xong rồi. Quý cô chú chị thiện chí thì liên hệ em thương nhé, 0338918991, cục trắc đỏ đen con ba.